vì muốn biết biển căn của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm bồ đề vì muốn biết biển nghiệp của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm bồ đề vì muốn biết biển hạnh của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm bồ đề vì muốn biết biển phiền não của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm bồ đề vì muốn diệt trừ biển phiền não tập của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm bồ đề thiện nam tử nói tóm lại bồ tát vì trăm vạn a tăng kỷ hạnh phương tiện như vậy mà phát tâm bồ đề thiện nam tử, Bồ Tát hạnh vào khắp tất cả Pháp vì đều chứng đắc, vào khắp tất cả cõi vì đều nghiêm tịnh. Bởi vậy thiện nam tử nghiêm tịnh hết tất cả thế giới, thì nguyện của ta mới hết, diệt trừ hết phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, thì nguyện của ta mới viên mãn. Thiện tài đồng tử hỏi, Đức Thánh giải thoát này tên là gì? Đáp rằng, thiện nam tử giải thoát này tên là đi ưu an ổn tràng thiện nam tử ta chỉ biết một môn giải thoát này như các đại bồ tát tâm các ngài như biển đều dung thọ được tất cả phật pháp như núi tu di ý chí kiên cố không thể lay động như thuốc thiện kiến hay trừ phiền não bệnh nặng của chúng sinh như mặt trời trong sáng hay phá vô minh ám chướng của chúng sinh như đại địa hay làm nơi nương tựa của tất cả chúng sinh như gió tốt hay làm lợi ích cho tất cả chúng sinh như đèn sáng hay vì chúng sinh sinh ra trí huệ quang minh như mây lớn hay vì chúng sinh mưa pháp tịch diệt như trăng sáng hay vì chúng sinh phóng ánh sáng phước đức như đế thích đều hay giữ gìn tất cả chúng sinh mà ta làm thế nào biết được nói được hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam xứ hải triều này có một cõi nước tên là na la tố trong đó có vị tiên nhân tên là tì mục cù sa người đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo bấy giờ thiện tài đồng từ đành lễ hưu xả yêu bà di đi nhũ quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng buồn giàu rơi lệ suy ngẫm như vậy đắc được bồ đề là khó gần gũi thiện tri thức là khó gặp được thiện tri thức là khó đắc được các căn bồ tát là khó tịnh các căn bồ tát là khó gặp được đồng hạnh thiện tri thức là khó như lý quán sát là khó y giáo tu hành là khó gặp được sinh ra thiện tâm phương tiện là khó gặp được pháp quang minh tăng trưởng nhất thiết chí là khó nghĩ như vậy rồi từ tạ mà đi